Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 49. Về con cái Ammon, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Israel há chẳng có con trai sao? Há chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gác làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gác? Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giả vang ra nghịch cùng Ráp-bát, tức thành của con cái Ammon. Nó sẽ trở nên một đống đổ nát. Các con gái nó sẽ bị lửa đốt cháy. Bây giờ Israel sẽ chiếm lấy những kẻ đã chiếm lấy mình. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Hết-bôn, hãy than khóc vì A-hi đã bị cướp phá. Hỡi con gái Ráp-bát, hãy kêu la, hãy mang bao gai, chạy đi chạy lại giữa các hàng rào mà than khóc. Vì Minh-côm sẽ đi làm phu tù cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình. Hỡi con gái bội nghịch kia, sao khoe mình về các nơi trũng ngươi, về nơi trũng màu mỡ ngươi? Ngươi tin cậy ở của báo mình và nói rằng, ai đến được cùng ta? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta sẽ khiến sự kinh hãi từ mọi nơi chung quanh ngươi đến cùng ngươi. Mỗi người trong các ngươi sẽ bị đuổi và chạy thẳng, chẳng ai sẽ thâu nhóm những người đi trốn. Nhưng về sau, ta sẽ đem các con cái Ammon bị phu tù trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong Thê-mang, há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? Hỡi dân cư Đê-đan, hãy trốn, xây lưng lại, đi ở trong các chỗ sâu, vì ta sẽ khiến tai vạ của Ê-sau đến trên nó, là kỳ ta sẽ thăm phạt nó. Kẻ hái nho đến nhà ngươi, há chẳng để sót lại một ít sao? Kẻ trộm ban đêm, há chẳng hủy hoại cho đến mình có đủ sao? Nhưng ta đã bóc lột hết Ê-sau, làm cho chỗ kín nó lõa lồ ra, không thể giấu mình được. Con cháu, anh em, kẻ lân cận nó đều bị diệt, và chính mình nó không còn. Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi, chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó. Các kẻ quá bụa của ngươi khá trông cậy ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, những kẻ vốn không phải uống chén này chắc sẽ uống lấy, và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta đã chỉ chính mình ta mà thề, Bốt-ra sẽ nên gỡ lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa sả. Các thành nó sẽ trở nên gò đống đời đời. Này là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước. Hãy nhóm lại đi đánh nó, hãy đứng dậy mà chiến đấu. Vì này, ta đã làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước và bị khinh dễ giữa người ta. Hỡi ngươi ở trong bọng đá lớn, choáng trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ. Lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi. Dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ nên gỡ lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ, thấy tai vạ của nó thì đều sỉ báng. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại của Sodom, Gomorrah và các thành lân cận. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một con người kiều ngụ tại đó. Này, nó như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi,
và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta, có kẻ chăng nào sẽ đứng trước mặt ta. Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm và ý định Ngài đã lập nghịch cùng dân cư Thê-man. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. Nghe tiếng chúng nó đổ xuống, đất đều chuyển động, tiếng kêu của chúng nó nghe thấu đến biển đỏ. Này, kẻ thù bay như chim ưng, liện và xè cánh nghịch cùng Bốt-ra. Ngày đó, lòng anh hùng Ê-đôm trở nên như lòng người đàn bà sinh đẻ. Về Đa-mách, Ha-mát và Ạc-bát đều bị hổ thẹn vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy. Biển đang đau đớn không yên lặng được. Đa-mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn. Sự run rẩy đã bắt lấy nó, sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó như đàn bà sinh đẻ. Vậy, người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen là thành làm sự vui vẻ cho ta? Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Bởi vậy, trong ngày đó, những kẻ trai trẻ nó sẽ ngã trong các đường phố nó, mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách, nó sẽ thiêu hủy các cung điện bên Ha-đát. Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã đánh, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đứng dậy đi đánh Kê-đa và phá diệt các con cái phương đông. Chúng nó sẽ cất lấy trại và bày vật chúng nó, cướp lấy màn chán, đồ lề và lạc đà mà kêu lên cùng chúng nó rằng: Sự kinh hãi bao bọc các ngươi tư bề. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân cư Hát-so, hãy thoát mình, hãy lánh đi xa, hãy ở trong chỗ sâu, vì Nebuchadnezzar vua Babylon đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên ổn không lo lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then chốt và cũng ở một mình. Những lạc đà nó sẽ làm của cướp, bầy vật đông đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cạo râu chung quanh tan lạc khắp bốn phương. Ta sẽ khiến tai vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hát-so sẽ trở nên hang chó đồng, làm nơi hoang vu đời đời. Chẳng ai ở đó nữa, chẳng có một con người nào trú ngụ đó. Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh thứ nhất của nó. Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta đổ xuống trên chúng nó và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó, ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thơ thứ nhất của Giăng, chương 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Chương 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu. Điều răn cũ này tức là lời anh em đã nghe. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật
và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự sức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Thi Thiên 78. Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta, hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cháu sẽ sinh, được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình, là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận. Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy tại trong xứ Ai Cập, nơi đồng bằng Soan. Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó. Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, khiến nước dựng lên như một đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa. Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra và làm cho nước chảy ra như sông. Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, phản nghịch cùng Đấng Chí Cao trong đồng vắng. Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng, Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể băng bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư? Vì vậy, Đức Giê-hô-va có nghe bèn nổi giận, có lửa cháy nghịch cùng Gia-cốp, sự giận nổi lên cùng Israel. Bởi vì chúng nó không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Dầu vậy, Ngài khiến các tầng mây trên cao và mở các cửa trời, cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn và ban cho lúa mì từ trên trời. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Ngài khiến gió đông thổi trên trời, nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam. Ngài khiến mưa thịt trên chúng nó như bụi tro, và chim có cánh cũng nhiều như cát biển. Ngài làm các vật đó sa xuống giữa trại quân, khắp chung quanh nơi ở chúng nó. Như vậy, chúng nó ăn được no nê chán láng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó ước ao. Chúng nó chưa xây khỏi điều mình ước ao, vật thực hãy còn trong miệng chúng nó, bèn có cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng chúng nó, giết những kẻ béo hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Israel. Mặc dầu các sự ấy, chúng nó còn phạm tội, không tin các công việc lạ lùng của Ngài. Vì cớ ấy,
Ngài làm cho các ngày chúng nó tan ra hư không, dùng sự kinh khiếp làm tiêu các năm chúng nó. Khi Ngài đánh giết chúng nó bèn cầu hỏi Ngài, trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời cách sốt sắng. Chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng chúng nó lấy miệng vua nịnh Ngài, dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. Vì lòng chúng nó chẳng khăng khít cùng Ngài, chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó. Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ. Ngài nhớ lại chúng nó chẳng qua là xác thịt, một hơi thở qua rồi không trở lại. Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng và làm phiền Ngài trong chỗ vắng vẻ. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc đấng thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Thế nào Ngài đặt các dấu lạ mình tại Ai Cập và những phép kỳ mình trong đồng Soan, đổi ra huyết các sông và các dòng nước chúng nó đến đổi không thể uống được. Ngài sai mũi cắn nuốt họ và ít làm hại chúng nó, cũng phó huê lợi chúng nó cho châu chấu, nộp bông trái công lao họ cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng nó bằng mưa đá, hủy cây sung họ bằng tuyết giá, cũng phó trâu bò chúng nó cho mưa đá và nộp bầy chiên họ cho sấm sét. Ngài thả nghịch chúng nó cơn giận dữ Ngài, sự thịnh nộ, sự nóng nả và gian truân, tức là một lũ sứ tai họa. Ngài mở lối cho cơn giận Ngài, chẳng dung thứ linh hồn họ khỏi chết, bèn phó mạng sống chúng nó cho dịch hạch, cũng đánh giết mọi con đầu lòng trong Ai Cập, tức là cường tráng sinh đầu ở trong các trại cham. Đoạn, Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Ngài dẫn chúng nó bình an vô sự, chúng nó chẳng sợ chi, còn biển lấp lại những kẻ thù nghịch họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh Ngài, tức đến núi mà tay hữu Ngài đã được. Ngài cũng đuổi các dân khỏi trước mặt chúng nó, bắt thăm và chia xứ làm sản nghiệp cho họ, khiến các chi phái Israel ở trong trại của các dân ấy. Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời chí cao, không giữ các chứng cớ của Ngài, nhưng trở lòng ở bất trung như các tổ phụ mình. Chúng nó xỉa như cây cung sai lệch, nhưng vì các nơi cao chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm. Khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận, gớm ghiếc Israel quá đỗi, đến nỗi bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người. Phó sức lực Ngài bị dẫn tù và nộp vinh hiển Ngài vào tay cừu địch. Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm và nổi giận cùng cơ nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú. Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, song các người quá bụa không than khóc. Bây giờ Chúa tỉnh thức như người khỏi giấc ngủ, khác nào kẻ mạnh dạn reo la vì cớ rượu. Ngài hãm đánh những kẻ cừu địch lui lại, làm cho chúng nó bị sỉ nhục đời đời. Vả lại, Ngài từ chối trại Joseph, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Juda là núi Sion mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh Ngài giống như nơi rất cao, khác nào trái đất mà Ngài đã sáng lập đời đời. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân sự Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.